nó ngọt mà cái da nó giòn. Đa số là những cái thuốc dùng để chữa bệnh từ đông y á em, rất là nhiều luôn, cả hai bên trái và phải của Khe Bùi luôn. Trước mặt á thì mọi người cũng nhìn thấy đây là một người dân tộc Sapa. Để Khe Bùi lại xem cô bán gì, có thể mua ủng hộ cô không nha. Mà chưa dùng cái này, nó này. Cái này mình ăn sao? À, đưa nó mà. Để anh dạy cắn ăn thôi. Ăn ngay được. Ăn ngay được. À, sao? Ăn ngay được. Ăn ngay rất liền. Anh này quả đào đúng không? Dạ đào. Là... mấy rổ? Thôi lấy một rổ hay bao nhiêu? Một rổ. 35 ngàn. À, cái Bùi mua một cái này để ủng hộ cô. Cô ở đâu? Còn hả? Ở đâu? À. Đâu ở gần đây không? Gần đây là trên đèo. Trên đèo hả? À. Rồi đi bộ xuống đây bán hả? Thương quá cái nhà ơi. Cái Bùi chỉ mua một cái về ủng hộ cô thôi nha. Rồi tặng cô luôn á, khỏi thôi. Rồi cảm ơn nha. Mua để ủng hộ cô á nha. Đào, ngày xưa Tề Thiên ăn cái này thì hôm nay mình mua mình ăn thử để xem ngày xưa Tề Thiên ăn như thế nào nha. Khi Bùi mua đào ủng hộ cô. Giờ chuẩn bị vào chợ thì chúng ta thấy gà là món ăn quen thuộc ở vùng Tây Bắc nơi này nha. Rất là nhiều gà trứng non, gà đen, đủ thứ hết. Rất nhiều luôn. Cả nhà mình cũng nhìn thấy, trời, một rổ trứng non ngon quá. Những cái con gà đen được trưng bày bán kìa. Rất là nhiều luôn. Những cái đồ chua nè, những cái măng nè, cũng dùng Tây Bắc nha. Wow, măng là có ớt thế này. Nhìn ngon dễ sợ không? Còn cái này cái đồ nghỉ chắc lông tay nè. Đây, ớt. Đây nó miền gà đen. Gà đen. Gà tươi. Rồi luộc luôn đây con này đi, hai con chắc đủ ăn. Kêu miếng này nè anh. Không. Ở nhà cái Bùi order hai con đó rồi. Kêu người ta luộc luôn nha, cái trong cái nước lèo người ta luộc luôn. Rồi. Sau này cái con lèo thì đúng luôn nè. Rất là ngọt luôn, tại nó xả gà đâu. Họ luộc trong cái nồi đó. Cái này đầu lòng, đầu lòng của ngựa hay là của heo, đầu lòng của heo. Còn đây là thịt, cái này là trường, dạ trường, đây là heo nè, heo mà nó thôi rồi đó, giả gà, cũng gà cũng chả cũng thập cẩm, bốn ăn gà mình có gà đâu ăn như vậy, thì tôi mang ăn thập cẩm gì, cẩm gà, đầy đủ. Mày làm tôm mì gia đình tôm. Cái Bùi đang biết ăn những cái món gì nên là chắc sẽ mỗi món rồi. Vậy cho dĩa cơm này nè nha, cho cái thịt đằng này. Đây thì chúng ta bắt gặp được những cái hình ảnh của những người dân tộc trên này. Em làm mới cái bữa bên đây. Đây là dưa leo. Wow.
sợ không mặn rồi. Dạo quanh xíu giờ Khê Bùi phải quay vào trong vì cả nhà đang đợi Khê Bùi để ăn sáng cái món gà ở đây nè. Vào trong ngồi đợi nè. Mỗi thành viên của nhà Khê Bùi mỗi gương mặt mỗi biểu cảm vì đang đợi cái phần thức ăn của mình đem ra đó. Hôm qua đến Sapa trễ quá, rồi sáng ngủ ai cũng ngủ dậy trễ á, cho nên giờ này ai cũng đói. Đi ra ngoài chợ thì cũng hơi trễ luôn á cả nhà ơi. Nhưng chợ cũng vẫn còn rất là nhộn nhịp. Đây là đại gia đình của Khê Bùi trong cái chuyến đi này. Cả nhà đang ngồi đợi để có những cái món ăn tại vùng Tây Bắc của Sapa này nha. Kim chi dung canh vạn. Của Úc Tăng Vạn, của Úc Tăng Vạn. Còn đây là Úc Tăng Vạn. Còn đây là DJ, DJ 61, DJ Quốc. Mà ở đây là có món để mang đi nên bỏ vào cái bạn để xem cái cách họ bài trí tương tác. Ý, nãy giờ không đi. Cái món ruột của Khê Bùi nè cả nhà. Wow, măng, ớt, tỏi, trời ơi, nhìn thật là đã luôn. Cái một màu, cái kem này là đỏ nhất nè, kem này ớt nhiều nè, quá trời luôn, nhìn đã ghê không. Những cái món đặc trưng ở ngoài này luôn. Giờ đây à, đây là những con gà tượng trưng cho ngoài Sapa là miền Tây Bắc này. Gà đen nè, nhìn nó nhanh nhanh nhỏ dễ thương dễ sợ không. Còn đây là gà rừng, một mình năm mà bước ba con gà nè, bốn con nha, bốn con đâu, bốn con, một hai ba bốn, ừ, năm dữ quá. Nè của ba có măng nè, ba muốn bỏ thêm măng không? Không. Của ba nè. À, đây là lúc mà dượng Úc ba Hiếu bỏ miếng nước lèo vô cả nhà, rồi quậy lên. Đây là chổng chéo, cái chống chổng chéo ở miền Tây Bắc rất là nổi tiếng ở vùng ngoài này luôn. Đây là vò chuồng. Chổng nha, chổng chéo. Ủa, trên cái hũ nó để chổng. Chổng hả? Chổng chéo. Nhớ là chổng chéo. Chổng chéo. Đây là đúng. Cái này là trẻ nè. Trẻ nè, quý vị. Trẻ là vò chuồng ở miền Nam. Ừ. Ngoài Bắc kêu là trẻ. Trẻ. Đó cả nhà. À, nó hiền thử nè. Cái chuyện nhà xa quán là cái gì? Nó giò mà rất là ngon luôn. Má ăn rồi nhưng mà ngon không có bị thấy bỏ không, không hề nghe mùi mà rất là giòn. Ngon lắm. Đang review bánh chấm này. Đó. Bánh chấm đây là ngon lắm. Má chấm Mỹ Hoàng này ngon lắm. Nó giòn mà ngon lắm. Chút gà mình kêu người ta đang chặt đây. Đó, hai con gà. À, con gà của nhà Bùi order hồi nãy mà người ta luộc tại chỗ cả nhà, được đem ra nè, nhìn tươi ngon dễ sợ. Wow, trời ngon luôn. Cả nhà nhìn những cái sớ thịt của nó nè, gà đen nhưng mà thịt không có đen nha, không phải là thịt đen luôn nha, thịt rất là trắng luôn nè, trắng mung luôn á nha. Xương đen. Xương thì đen. Đó, da đen xương đen nhưng mà thịt trắng. Cái con lợn già này, cái con nó mà bự nhất là nó được khoảng bao nhiêu ký? Được nhất là tầm 1,5 cân. 1,5 cân. Còn cái loại to kia là cái loại to, cái đấy là gà mềm ấy con. Gà mềm. Gà này đúng không? Không phải gà dai, không phải gà bản. Gà bản nó gà bản là nó chỉ nhỏ như thế này thôi, cao nhất là 1,5 cân. Cái này mà nó có đẻ có trứng hết ạ. Những con này là nó đã đẻ có trứng hết. Vâng. Rồi bên kia. Rồi. Một con. Cái lá này là lá gì? Lá chanh. Con gà cũng phát lá chanh. Trời thơm. Rất là thơm luôn nha. Còn nóng hổi luôn nè. Có bốc xe. Nhìn hấp dẫn không? Lúc này tô ai ra trước thì người đó được ăn trước, để cho nó vừa nóng vừa ngon. Coi bà Mi bà Điệu nè, mẹ Diệu ăn nè. Nhìn ông ngoại bà ngoại ăn nè, thấy thương ghê luôn á.
ngon lành luôn. Giờ là tới ba Hiếu này nha cả nhà. Nó ngọt mà cái da nó giòn lắm. Rất là ngon. Đây là phải ăn vậy nè mới ngon nha quý vị. Ăn từ trong nồi ăn ra luôn á. Anh chú Hiếu búp băng ngon quá. Bà Hiếu cạp tới cái xương của con gà luôn kìa. Nhìn ngon dễ sợ ngon luôn. Tiếp tục dĩa thứ hai đã được đem ra. Đây là con thứ hai. Con nó chỉ có nhiêu đây thôi. Còn bóc lên. Đúng rồi. Dạ, cái Bùi qua bàn, cái Bùi thưởng thức món ăn của cái Bùi nha. Cái Bùi đã kêu ra. Cái đây là cái bún miếng, đây là cái măng rừng nè. Giá của ở đây nè, thì trên cái thóp bình này nó cũng có hành với mẹ. Rất là thơm. Để cái Bùi thử cái miếng không thơm á. Ôi, nước lèo rất là ngọt ngào luôn, không có cần phải nêm thêm cái gì á, chỉ ngoại trừ mình thêm ớt thôi nha. Thôi Bùi thử cái miếng bùi này đi. Đúng rồi, để chấm với là chấm chéo. Nó dai, nó dai, nó thơm, mà thơm mùi của lá chanh tại vì ta nhỏ bỏ lên trên nè, khi mình ăn thì nó có một cái vài lát chanh rất là thơm luôn, cái nước chanh này rất là ngon luôn. Mọi người ơi, nếu có ra ngoài này nhớ thưởng thức cái loại gà đen này nha, rất là ngon luôn. Cái miếng thịt nó mềm mà nó dai dai, vô thẳng trong xương luôn nè, cái xương đen nha, cái xương đen. Cái hũ này là người ta xớt ra từ những cái hũ lớn nè, để cho mình ăn, mình có thể bỏ vào trong cái tô của mình cho nó đỡ ngán, nhưng mà khi Bùi mất ra ngoài cũng như để mình ăn nhiều, mình lấy nhiều. Bùi rất là thích ăn măng đấy, mê lắm. Chúc ăn nhiều giùm Năm nha. Năm đang đai ịt á. Con không có cần phải đai ịt đâu. Cái cục đó mềm á Chúc. Con mua cho ông tô bún nha. Mua cho ông tô bún rồi đi ăn nha. Hỏi ông ăn cái gì giùm mi. Giờ ông ăn gì mua cho ông. Chú dịch giùm mấy chú. Mấy đây trả tiền rồi. Trả tiền rồi ăn thôi. Ăn thôi. Ông đi đâu? Ông đi đâu? Đi Sa Pa hả? Cảm ơn nha.
Ăn xong rồi cả nhà, bây giờ ra xe để đi đến điểm kế tiếp. Nhưng mà chưa biết điểm kế tiếp là điểm nào, phải đợi bà Hiếu. Bà Hiếu là người hướng dẫn viên hôm nay nha. Đi cùng kế tiếp đi nha. Đen đá, một ly đen đá, một ly hai ly sữa đá. Trời, thấy cái bụng ba Phương không à? Phương hết vô Phương. Hết vô rồi. Tao hỏi là thấy camera. Cả nhà đang cà khịa cái bụng bầu của ba Phương. Bụng nhỏ quá ơi là nhỏ luôn. Ở ngoài trước chợ này lên kìa. Hiện tại thì đã có sương mù rồi. Đó, cái che phủ kính một cái vùng ở trên đó luôn, hết thấy luôn rồi. Mây luôn, vừa mây vừa sương mù luôn, bay qua kìa. Wow, đẹp quá. Cho nên là khí hậu nó hơi bị lâm râm hôm nay nè, nó không có nắng. Có cảnh đồ ngoài đây. Anh còn đem mấy cái năm cứ nói để ở đây là bờ hồ nè. Phía bên phải cái bùi là cái gỡ đất trời á. Không có thấy rõ lắm. Đây là trung tâm nhà hàng ăn uống và hotel ở Sapa này nha. Tất cả ngay cái khu này á được trang trí bởi một cái màu dân tộc rất rất là đẹp luôn. Chúng ta nhìn thấy những cái hotel giống giống nhau ha. Giờ xe gia đình của cái bùi đang chạy trên cái con đường chánh, cái thành phố lớn của Sapa nè. Nhưng mà đẹp, nhìn ra một cái vẻ rất là dân tộc luôn. Rất rất đẹp. Nhưng mà cái đường ở đây thì rất là nhỏ luôn nha cả nhà ơi. Trung tâm nó cũng không có lớn lắm đâu, chỉ một xíu thôi. Đó là biểu tượng của Sapa luôn. Đây là cái gas station của Sapa Station nè. Đẹp đẹp quá cả nhà ơi, nhìn rất là trân trọng luôn, một màu sắc rực rỡ. Cái dốc này mình xuống đỡ, cái này lên hơi mệt. Wow, mây trắng xóa. Trời ơi, nhìn xuống là một cái thung lũng kìa. Trắng xóa luôn. Anh là lép say chứ anh. Lúc này Khê Bùi đang diễn giải cho con trai của Khê Bùi hiểu là bên tay trái á, là những cái mây nó bao phủ nguyên một cái vùng bên trái luôn. Quá quá đẹp luôn cả nhà ơi. Vô tình khi mà dừng chân tại đây này thì Khê Bùi thấy một cái nhà hàng nó ở ngoài sau của nó được trang trí kìa. Nó họ dùng những cái đá để mà họ trang trí những cái sen đá. Trời ơi, rất 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 ư là dễ thương luôn kìa. Wow, nhìn kỹ là cả nhà mình sẽ thấy những cái lọn sen đá trên những cái dốc núi ngay đó luôn á nha. Vậy mà người ta cũng nghĩ ra làm được, nó hay thiệt. Ô, dễ thương thiệt luôn á. Cũng như kia có bãi đậu xe nhiều đi. Ừ. Trời ơi. Đẹp chưa? Đẹp. Đây người ta mới vô đây nhiều quá. Đẹp không tạ anh Lúc? Sâu trả. That's how I take you here.
Okay. Rice hill in the front of you. Why so deaf? Yeah. So ready. So ready. Dạ, có thay độ kìa, chắc mình xuống thay bộ độ. Để dạy bộ này mai đi phải xí băng. Thay đồ làm người vân tộc. Làm không? Mày làm không? Chị Trúc làm không? Làm thì làm. Đây nè, vô bãi đậu xe đây. Quán gió Sa Pa kìa. Đó, mình vô đó mình ngồi đi. Năm ơi, con Trúc thay đồ mà chụp hình với Năm. Năm không biết à? Con sợ mắt đó, Trúc ơi. Con sợ mắt đó. Ê, mấy chục ngàn. Mấy chục rồi con Năm nhớ hình như 50 bao nhiêu á. Wow, đẹp quá. Nó bán có 200 kìa. Ờ, sao nó bán có 200 ngàn vậy? Xuống dưới gửi ở dưới có quán gió luôn dưới kìa. Không đi bản. À. Xe đi bản, bản ở đâu vậy? Ừ, rồi, gối cuộc Năm Hiền cũng được đến đây. Uống cà phê thôi. Video đến đây đã kết thúc. Khi Bùi chào cả nhà, kính chúc cả nhà một ngày mới thật bình an và hạnh phúc. Bên cạnh đó, Khi Bùi mời cả nhà hãy cùng với Khi Bùi khám phá ở ngoài Sa Pa này tiếp theo nha. Một vùng đất rất rất là đẹp.